một ngày hai chúng ta không còn yêu. Thì ngày đó chắc có lẽ với em sẽ không còn xa. Vì em biết ánh mắt của anh đã không còn yêu giống như ban đầu. Trong giấc mơ em luôn mong hai chúng ta sẽ không rời xa. Mà giờ ta lướt qua như hai người dưng. Người tìm kiếm những đắm đuối với ai xa hoa lời danh.